Và sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy hướng về màn hình sân khấu và khoan hả, cho em xin chụp tấm hình. Hồi nãy em chụp với mấy thầy ở đây quá trời mà anh em chưa chụp. Có nữa, em chụp giùm đi em mặc áo xanh á. Không, để em tự chụp điện thoại. Rồi em tự chụp cái điện thoại em mà có camera trước luôn á. Trời ơi, cái điện thoại này nè. Trời ơi, điện thoại này anh nhớ đời của Khang Hy xài mà em. Trời ơi, phải công nhận không mấy khen nha. Cái điện thoại này chụp một cái mặt em đầy hết trên màn hình. Đúng rồi, nó đang thùi lùi luôn, anh không thấy gì hết. Thôi bây giờ nói chứ, chút xíu nữa chụp sao. Bây giờ anh tiếp tục anh làm đi, em đi vô nha. Anh tiếp tục anh làm nha, hứa nha. Và để thay đổi không khí cho buổi tối ngày hôm nay, Sa Khang xin mời thầy thủy quý vị hãy hướng về màn hình sân khấu để cùng chào đón. Đi vô đi anh, đi vô đi. Hả, cái gì nữa? Đi trời vô. Ơi, tặng quà rồi, chụp hình rồi, cái gì nữa vậy ông? Đi vô đi để cho em diễn. À, vâng, một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón nhóm ai Bảo Khương và Di Phong, thưa quý vị. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Di Phong được gửi lời chúc sức khỏe đến quý sư thầy, quý ban lãnh đạo, quý Phật tử, quý bà, con, cô bác, quý đài, các phu nhân, quý canh, tân công tử, quý thiếu nữ, chưa chồng và tất cả các em Di Đồng còn đến nhà trẻ. Dạ, em cảm ơn. Không có gì vậy. Hôm nay có hẹn bạn Hiền đây, sao bạn Hiền chưa gặp mặt nữa ta? Bạn Hiền ơi, bạn Hiền. Dạ, chào quý vị. Trời ơi, quá trời là fan hâm mộ quá trời ngàn. Tự nhiên chỗ đây ta ăn cánh thành chùa, cái tự nhiên lên đây là quậy rồi la ôm sùm, ôm tỏi trơn rồi, ai mà tụng kinh rồi được đây? Tụng kinh gì? Thì chỗ đông vui ta lại thôi, chúc mừng thôi chứ. Đông vui có sự yên nghỉ yên tĩnh đi, ta làm tụng kinh đi mà ta ăn năn sám hối cho đang ở trong nhà rồi ôm sùm làm sao? Ở đâu lại đây? Tự giới thiệu với chú. Sao? Nhà con ở đường Phạm Hùng. À biết rồi. Má con á cái tướng hơi lùn. Thằng nhìn nó biết lùn rồi. Ba con á cái đầu bị khùng khùng. Hôm bữa trời mưa phùn con mới chung vô mùng mở nhạc lớn đùng đùng. Má con bắt nghe được bả mới nổi sùng, nắm đầu kéo ra khỏi mùng, chà xuống bùng dở lên. Cái mặt y chang Sơn Tùng. Trời ơi. Cái mặt là giống Sơn Tùng. Chú ở đâu? Nhà tao qua cầu Bông nè. Má tao bán Thành Long. Ba tao chạy xe cam nhông. Hồi nhỏ tao có nuôi một con công đó, không biết ăn trúng cái mắt chó gì mà nó rụng còn cái một cộng lông. Chú buồn quá chú mới đi tắm xong chú bị 18 con cá lòng tông nó cắn chú tét hết nửa cái mông. Má ơi, 4 bữa sau chú bị mắc kinh phong được cái 5 bữa xì tóp. Gì xì tóp? Chú vô duyên quá. Gì vô duyên? Con cá lòng tông nó cắn chú mắc mớ mắc kinh phong. Con cá nào mới xúc miệng cái răng nó xét nó cắn mắc kinh phong mày. Thử mẹ cũng xúc miệng 3 ngày cơ mà cắn ta chạy nọc không? Lời tao kể đã xong. Dạ. Mong mày hãy cảm thông. Rồi. Tên của tao là Kim Tử Long. Vô duyên. Tao bên đây sùng mùng ra Sơn Tùng. Chú rồi xong mong công cái Kim Tử Long. Kim Tử Long là cái tên ngôi sao đàng hoàng à. Cái tao trụng cái thằng Long kia là Long Dỏm á. Phải không? Long thiệt nè. Long thiệt hả? Ờ. Ủa, nói cái lộn bây giờ không nhận ra con hả? Ủa mày làng nào? Con làng Tỷ nè. Thằng Tỷ? Dạ. Nhà đâu? Cầu Phú Mỹ đó. Thằng Tỷ nhà cầu Phú Mỹ. Đúng vậy. Trời ơi, mười mấy năm rồi chú đâu có gặp đâu mà tao nhớ mày. Bây giờ mày bự quá nhìn tao. Trời, hôm nay gặp nhau đây là cái duyên đó chú. Duyên lắm rồi, bữa nay là ngay cái ngày khánh thành chùa mà gặp nhau rồi khỏe lắm là mừng lắm nha. Dạ. Nhớ sao? Nhớ đường vô không? Nhớ. Ở đâu? Cái đường vô nhà mày phải qua 2 cái cầu khỉ phải không? Đúng. Má mày bán kim chỉ phải không? Chính xác. Ba mày bán đồ hộp Mỹ phải không? Dạ. Vợ mày thì nó làm. Làm gì? Làm gì? Vô đi. Vợ mày làm thủ quỹ bên ngân hàng Thanh Thủy phải không? Nói thồn à. Nó bị đình chỉ rồi. Sao vợ bị đình chỉ? Giám đốc cho nó nghỉ. Sao giám đốc cho vợ mày nghỉ? Bị đau băng khỉ. Ủa sao nghe nói nó bị bệnh trị? Vô đi. Vợ tao bị gì xong rành quá vậy? Không, giờ bỏ vợ con quăng bên đi. Dạ. Giờ gì nè? Dạ. Lâu quá không gặp ba má mày. Trời ơi nhớ quá trời quá đất. Sao ông bà lúc này còn thở không? Trời ơi trời, lâu lâu gặp lại hỏi còn thở không là sao? Thì có nghĩa ba má mày có khỏe không á? Khỏe, vẫn khỏe, thở đều. Khỏe phải không? Dạ. Đừng nói tao giấu tao nghe. Giấu gì? Gặp con vợ mày trong sở thú á. Làm gì trọng? Cho hà mã bú. Không phải, vợ mày ẵm con mày vô cho thú chơi. Cầm bình sữa cho con mày bú. Rồi biết con mày nó bị đau răng hay mọc răng vậy đó. Nó bú không được nó khóc. Rồi thấy hà mã con chưa ai cho ăn đồng nghiệp quá, nó đưa cái bình sữa ông nội ơi. Có tấm lòng hả? Tấm lòng tốt, dù là thú vật mình cũng thương không? Dạ. Có nghĩa là không có sát sanh hại vật, nó chỉ mới đúng à. Ủa là sao mày để vợ mày lang thang lương thứ vậy? Hồi trước Tết nó con nghe lời mấy bạn cá độ đá banh. Ờ. Nó con làm đi rồi bán nhà, bán cửa, bán bình thủy, bán xe đạp. Vợ con
Nói con không nghe nó giận quá, nó ẩm con đi luôn rồi. Trời ơi, mày đàn ông mà mày có vợ con mà mày cờ bạc nào vợ con nào chịu nổi á. Mày hỏi thử hết mọi người coi. Cờ bạc chồng mày vậy là bánh nhà, bánh cửa, tan nhà, nát cửa hết. Thôi bây giờ vậy đi. Tao cho vợ mày mượn tiền chuộc xe đạp, chuộc bình thủy rồi. Đóng tiền nhà rồi, không? Bây giờ đó đi làm với tao không? Làm gì chú? Bảo vệ. Bảo vệ hả? Lương tháng nhiêu? 4,5 triệu. Trời ơi, 4,5 triệu làm gì? Trời ơi, liệu cơm gấp mắm con. Có nhiêu ăn nhiêu, chứ đừng có giờ mày làm tháng 100 triệu mày cờ bạc cũng hết nè. Dạ. Quan trọng là bỏ cờ bạc đi làm lại từ đầu, hiểu không? Dạ. Rồi làm bảo vệ đi. Bữa nay trong công ty tao có đãi ăn đó. Mà vợ tao nấu mới ghê. Thím Tư nấu. Vợ tao nấu đoạn ngon mày không biết hả mày? Thím Tư nấu đoạn là ngon bá cháy bù ghét luôn. Nấu giùm cho công ty thôi. Rồi tối bà mới ra nhà hàng người qua nấu ở trọng á. Nổ nữa không? Mới khen cái nổ à? Gì nấu? Muốn nấu ở nhà hàng người Hoa phải biết nói tiếng Hoa đó. Mày vô duyên quá, vợ tao không biết tiếng Hoa, nhà tao mời vợ chồng nấu. Vậy có chỉ vợ Tư không? Bữa nào vợ tao không chỉ tao. Hay quá, nay gặp chỉ con đi, con về con nổ với vợ con. À, học hỏi đặng biết văn hóa với người ta. Biết dạ. Tiếng này tiếng kia với người ta, sau này mình dạy lại con mình đúng không? Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, giờ mày học đi, mày hỏi tao chỉ hết cho. Tiếng Hoa ăn cơm kêu làm sao? Tiếng Hoa ăn cơm người ta kêu là sực phàn. Ăn cháo sực chút. Ăn cháo heo. Ăn cháo heo. Ăn cháo heo á. Tao tán bạn đi. Dù duyên đang nói chuyện ngon lành, cái duyên ăn cháo heo trong đó. Ăn cháo lòng cháo heo có một thứ đó. Có cái chủ ăn cháo lòng cháo heo không? Có. Sao vợ tao nó không dạy câu này ta? Ăn cháo heo phải không? Ờ. Chứ sực chút là ăn cháo á. Ăn cháo heo. Cháo heo không? Sực chút. Sao? Cháo heo đó mày. Mày khó quá à. Vậy mỏng cũng làm được đó chà. Ừ. Uống trà dẫm xà. Uống rượu dẫm chậu. Chồng kêu vợ lũ phò. Vợ kêu chồng lũ đạn. Lũ đạn rồi. Thôi tiếng qua vậy hả? Vợ lũ phò là chồng lũ đạn à. Hồi mày sáng sớm cái vợ cái dắt hai đứa nhỏ cái đánh răng súc miệng trong cái thay đồ, cái dắt cho ăn sáng, cái đi học, cái xách giỏ và cái đi chợ, cái lau nhà, cái rửa chén, cái nấu cơm nè. Còn thằng chồng ngủ tới 11, 12 giờ trưa, nó vừa thức dậy đánh răng xong nó đổ cá ngựa. Rồi cái nó ghi đề, rồi nó cá đổ đá banh, phải lũ đạn không? Đang nói con hả? Nó vô cái mặt mày á. Tối ngày súng vô cờ bạc hoài, đó là trong gia đình nha. Còn tết nhất của gia đình bên vợ đó, mà chào từ lớn tới nhỏ lì xì mày hết. Chào sao? Mày vừa sấn qua mà gặp ông già vợ mày chào liền. Chào bà ba. Gặp bà già vợ. Chào hà ba. Ông già bà ba, bà già phải hà ba rồi không? Gặp chị vợ nè, chào a che. Gặp anh vợ. Chào a le. Chị ché là mấy anh phải le vậy nó ngộ không? Còn gặp nhỏ 7 tuổi nè, chào a chạy. Gặp nhỏ 5 tuổi. Chào chào tiêu mày. Tào lao. Tiếng Hoa trong đó có vụ a le rồi trong đó tùm lum chứ hả? Thì học cái nào đúng lấy ngốt thôi bỏ, người ta đâu có thuộc hết đâu. Quan trọng là quan trọng mình biết văn hóa nhiều mình tốt, sao mình dạy cho con mình chứ là đi học nó được bằng bạn bè với người ta. Thôi nói chuyện mà cho vui thôi nha, không có thời gian nói chuyện lâu. Bữa nào tôi gặp ba mày, bữa nay lên trạm y tế á. Làm gì trển? Xin thuốc uống. Ủa chú bị gì xin thuốc uống? Hôm qua là đứa con cháu nội chứ cổng trường nè, nó mua 2 ly trà sữa trân châu, nó đưa tao 1 ly, hai ông cháu uống vô đau bụng quá trời, không lên trạm y tế xin thuốc uống đã đau bụng là cái bệnh luôn hả mày. Cái trà sữa trân châu là mấy cái viên mà ăn vô nghe sực sực đó phải không? Đó, ni lông không đó. Sao mày biết? Còn cái nước trà sữa trân châu là cái màu đục đục giống cà phê sữa đá chứ gì. Ờ. Quá chắc không, uống vô đau bụng thấy bà nội. Bởi giờ mấy ông nội bà nội bán bà cái bà đá bào trân châu trước cổng trường, mấy em học sinh nó không có lương tâm, bỏ phẩm màu cho cố vô, rồi mấy đứa nhỏ nó ăn nó đau bụng không nói gì, lỡ nó xảy ra tới tính mạng rồi nghĩ sao, phải vô là vô đức không? Đúng rồi. Hỏi mày chứ bây giờ ăn heo bị heo tai xanh. Chính xác. Ăn bò lông mồm lỡ móng. Đúng vậy. Ăn gà vịt thì bị H5N1. Quá ghê. Thậm chí ăn trái cây cũng bị nhúng, bị lụi, bị tùm lum hết trơn. Hỏi mày chứ 2020 bà con ăn gì giờ? Nói phải có chứng minh đàng hoàng. Chứng minh sao? Bạn con nè. Ờ. Ăn có 3 trái cóc thôi. Bị gì? Tóc rụng sạch trơn luôn. Đây thằng Âm Thanh ngồi đây nè. Âm Thanh bị gì?
năng có ba trái dâu mà nó lỡ nguyên cái phao câu luôn. Cháu con nè. Cháu mày nữa hả? Ăn con trái chuối miệng thúi động trời luôn. Bé MC à. MC bị gì? MC nữa, chửi hết. Ăn có nửa ký tôm sú mà nó sưng hai cái. Hai cái gì? Hai cái gì? Nó chưa nói hết mà dù gì nó sưng hai cái nú. Bữa nay mới xẹp nó mới làm chương trình nè. Bay không? Ba con. Ba mày nữa hả? Ăn con tô canh bún thôi đó. Sao? Lòi nguyên cái rúng luôn. Rồi bây giờ ăn uống nguy hiểm quá. Tao thấy ăn chay là bảo đảm nhất. Đúng vậy. Có bị vừa không sát sanh mà vừa có sức khỏe nữa. Theo mấy thầy ăn là chắc cứu nhất. Thôi để sẵn dịp này tao về tao khám bệnh cho con cháu ngoại tao luôn. Cháu ngoại nó bị gì nữa? Bà nội cha nó ăn có con trứng hộc vịt mà nó địch cả tháng. 5 phút làm luôn tao chạy tới đây đứng luôn. Làm ơn đứng xa ra 16-50 đi cho nội. Cái đó là tại mấy ông nội làm ba cái đồ giỏm cho nó ăn ba hộp vịt ung ba cái gì tầm bay bả không. Thôi bắt đầu từ đây về ăn chay đi. Đó ăn chay đi, mày chú nói con rồi, ráng cái gì vậy, tu tâm dưỡng tánh đi. Thời buổi thấy không, mấy sư thầy ta lo cho chùa chiền, lo cho đạo đức tất cả cho dân chúng, mình phải ăn chay niệm Phật không. Dạ. Chú cho tốt không, nhưng chú Tư nè toàn là ăn chay ăn chao không. Chú Tư ăn chao không, vịt thập chao vô duyên. Nói chứ chú Tư thích ăn chao đúng không? Ừ. Ngày mai á, mẹ con có làm một cái tiệc chay. Trời ơi, mời chú qua thưởng thức. Mai mẹ con có làm một cái tiệc chay. Đúng vậy. Mời chú Tư qua ăn. Mày cũng ăn chay đó hả? Không, ai ăn chay ăn con ăn mặn. Vô duyên tôi sao mời ăn chay mẹ ăn mặn. Đâu có, ăn là ăn mặn là mặn ngày mai thôi. Ngày mai vẫn ăn chay một bữa kia kìa. Bây giờ là không có việc làm phải không? Dạ. Nói chơi cho tôi dẫn mày vẫn đi làm, giới thiệu làng đàng hoàng, làm ở trên bên văn hóa đó. Rồi làm mỗi năm nó có mấy cái lễ lớn như 30 tháng 4, 1 tháng 5, 2 tháng 9, ngày quân đội Việt Nam anh hùng đó. Mình viết mấy cái liễn lên, ăn như là Tết là mình viết mừng xuân, mừng đảng, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý đó. Có làm được không thì theo tao làm lên kiếm tiền để mình nuôi má mày. Trời, con có ăn học, con rành mà cái đó lắm luôn á. Có ăn học luôn. Có ăn học. Làm thử tao nãy coi. Chú thử con đi. Bây giờ con nói ra một câu. Chú Tư đáp lại một câu. Làm sao cho tròn dành rõ chữ. Đúng. Con mà làm suôn sẻ cho con theo phụ chú. Rồi theo phụ có thì bồi dưỡng hai chú cháu chia làm hai, về nhà phụ giúp gia đình. Nghe. Đâu nói coi. Danh lợi chỉ là cơn ác mộng chú. Giàu sang chưa chắc đã an nhàn. Câu thầy hay quá chú ơi. Muốn thành công phải trải qua nhiều thất bại chú. Phải chơi mất dạy mới lẹ lẹ đến thành công. Bạn bè té thì ta phải đỡ chú. Đừng đợi khi tắt thở rồi mới lại đốt nhang. Thường nói rằng cái gì? Đâu đâu cũng có anh hùng. Ở đây thì có thằng khùng kế bên. Ai khùng? Mày khùng chứ ai? Vì họ đâu có lợi dân chương, đâu có lợi tao. Cái đó là rô đai thôi, đề ba thôi. Bây giờ mới vô chủ đề đàng hoàng. Chủ đề hả? Đối thơ sáng, trưa, chiều, tối. Đối thơ mà có sáng, trưa, chiều, tối nữa. Đối ngắn hơn thua. Đối ngắn hơn thua. Đúng vậy. Cho mày nói trước. Một buổi sáng mát mẻ. Đình quốc buổi sáng liền hả? Con đi xem tranh vẽ. Mày cũng rảnh lắm. Gặp một cô gái trẻ. Còn nhỏ tuổi mà. Thân hình vô cùng mạnh khỏe. Tập thể dục. Gì vậy? Đang ngồi ăn hạt dĩa. Con nhà giàu. Con mới tiến lại gần thỏ thẻ. Làm quen phải không? Trời! Gì vậy? Bàn tay nàng toàn là ghẻ. Thôi con đành xé lẻ đứng chung hồi lấy ghẻ. Tới chú. Một buổi chiều gió mát. Buổi chiều. Thấy em nằm dưới cát. Tao hôn em một phát. Gương mặt em ngơ ngác. Bắt đầu tao phủi cát. Có gì chồng? Kìa. Cái gì? Cái lưng em toàn là lát. Một sự thật chua chát làm lòng tao tan nát. Đúng là thằng sớn sát. Thôi em cứ nằm dưới cát, anh đi tìm con khác. Mày làm lại tao không? Một buổi trưa nóng nực. Trời, buổi trưa mày cũng nói được hả? Có ăn nguyên con mực. Rồi mày giàu quá vậy. Một thằng tập thể lực. Nó sao? Kêu xé cho miếng mực. Rồi xin ăn mày. Đúng là thằng ăn trực. Ăn trực cho con gì nữa. Con không cho con mực. Đừng có cho nó. Nó ỉ nó tập thể lực. Làm gì mày? Nó giật con mực. Con độ mày. Nó bỏ như miệng nhai sực sực. Nó nhai vằn mặt mày nữa.
trong lòng con hãm hức. Ai không hãm hức? Con tất bật. Phải tất bật chứ. Nhưng con đành bất lực nhìn nó nhai con mực. Đồ vô duyên rồi tôi sao hậm hực đã rồi bây giờ đành bất lực nhìn nó nhai con mực cũng nói à. Chưa hết, con mới cầm cái cây đập vô mỏ đó cái phật. Thì phật, nó nhả ra con mực. Bỏ đi con. Lẩm bó miệng nhai sực sực. Mày cái thằng ở giờ mày làm gì xương cưa mày. Nó nhai nó phun xuống lộn nhai lên mất vệ sinh. Miễn sao cuối cùng cũng vẫn ăn được con mực thôi. Tới chú kìa. Đâu còn buổi nào đâu làm. Buổi tối đó. Buổi tối hả? Làm được không? Buổi tối là phải làm cái dạng giống như là kinh dị mình mới sợ. Giống Nguyễn Ngọc Ngạn vậy hả? Một buổi tối âm u. Ghê quá. Tao đang ngồi rửa. Rửa gì cho nội? Rửa luôn con nội. Lu để cái tháng rồi lăng quăng không rửa hả? Tao đang ngồi rửa lu. Rồi rửa lu. Tao mới lượm được 5 xu. Lấm tiền. Hết à? Vô duyên. Tự nhiên hết. Lượm tiền khỏi rửa nữa. Bao nhiêu ra chú thấy được cái tài năng của con chưa? Rồi thử về vui là biết rồi. Công nhận mày là năng khéo gì được rồi. Nên làm hai chú cháu mình chia đôi. Nhưng quan trọng bữa nay trên trận của chương trình văn nghệ ở bên chùa đó. Rồi thầy An mời lên đây mình phục vụ văn nghệ. Có bài nào hay hay ca tặng bà con Phật tử chơi được không? Con nhiều bài hay lắm. Dạ. Nhưng mà có điều là lâu quá không có hát, không có tự tin. À. Bây giờ chú ra chú hát trước giới thiệu con ra cát sau. À, chú lập cái nền cho con. Dạ. Để con hát con phục vụ cho bà con. Dạ. Rồi ta có bài nào ta ca bài đó. Rồi. Dạ kính thưa các sư, các thầy và các Phật tử, hôm nay xin gửi đến một nhạc phẩm được mang Nụ Hôn Đầu Đời. Mời chú hát. Ngày nào anh yêu em, răng của anh hai hàm trắng thật đều. Rồi một ngày anh hôn em, răng của anh nó mòn đi chút xíu. Xưa hôn em một lần về đảo răng gần chết. Anh hôn em nhiều lần. Sao? Hàm răng anh nó đi gần hết. Thôi nghe em, nếu mình còn hôn nữa sẽ có ngày anh hết răng. Cảm ơn quý vị. Ca không còn cái răng ăn cháo. Mày ngu quá, tao chúc tất cả mọi người sống lâu trăm tuổi. Cũng về chú lớn rồi, răng cứ không còn. Bây giờ chúc cho người trẻ trẻ, cho mấy đứa nhỏ nó còn vợ còn chồng, nó còn răng nó cứ không đi. Nó không riết, hai vợ chồng nó còn hai cái nú mà cạp qua cạp lại đó. Với hai vợ chồng sống 80-90 tuổi rồi mày. Hay ý nghĩa nhưng mà đó là lâu rồi, xưa rồi. Xưa rồi hả? Bây giờ người ta ca nhạc rock sôi động không à? Rock sôi động hả? Tránh ra đi để con giới thiệu con làm chứ. Dạ. Và sau đây em xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất sôi động. Bài hát được mang tên Người Hùng Săn Bắt Cướp. Và sau đây nhà phẩm sôi động được mang tên Người Hùng Săn Bắt Cướp xin được bắt đầu. Vô. Và nhà phẩm Người Hùng Săn Bắt Cướp xin được bắt đầu. Ê, làm gì vậy? Mày cai thì giống con chó khát nước thôi vậy. Trời ơi, không có nhạc, người ta làm nhạc bằng miệng đi cho cái intro đó. Vô liền, bà con đang chờ. Nhạc phẩm Săn Bắt Cướp xin được bắt đầu. Nô nô căng nó đi nô táp nó luôn nô 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 táp táp pầm pầm. Nô nô căng nó đi nô táp nó luôn nô 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 táp táp pầm pầm. Thôi bỏ đi em nội. Thôi trời, người ta ca sĩ người ta hát bỏng đứng xung quanh ông gâu gâu kiểu đó ai dám hát. Rồi mày nói Săn Bắt Cướp rồi mà ca là táp 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 hay phụ họa vô. Xong ca. Xong ca cho đỡ hở phải không? Xong ca đi. Rồi xong ca đi. Biết ca nhạc Pháp không? Biết, tiếng Pháp tao biết. Con giới thiệu. Giới thiệu đi. Dịch là gì cho khán giả biết. À. Và sau đây em xin gửi quý vị một nhạc phẩm nhạc Pháp lời Việt, bài hát được mang tên My Publish. Và sau đây mời quý vị thưởng thức nhạc Pháp được mang tên Ngày Mai Ba Nó Ăn Sơ Mít. Gì ăn sơ mít trời? Mới nói là Mai Ba Ăn Sơ Mít. My Family là gia đình của tôi đó. Đây mình người Việt không nói cho thầy nghe là gia đình của em hay gia đình của con. Cái là Mai Ba Ăn Sơ Mít. Không có rành tiếng Pháp gì hết. Vậy không? Gia đình của con xin được bắt đầu. Tôi đập vào ông mày à.
Má con là vợ ba con. Theo. Ba con là chồng má con. Wow. Con là con ông bà. Theo. Có ông bà nên mới có con. Wow. Chị hai là chị ba. Theo. Chị ba là chị tư. Wow. Con là thằng em bông. Wow. Ông bà vui nên mới có con. Theo. Má tao là con ngoại tao. Ao. Ba tao là con nội tao. Ồ. Còn ông cô của tao bán mui. Má của mày là vợ của tao. Tao lao. Cái gì cái nội? Cái gì đâu cái vậy? Má của mày là vợ của tao là sao? Cái chuyện nó gì nè, hồi xưa nó còn đi học đại học á, tao với ba mày là bạn thân. Má mày học chung trường, má mày dễ thương đẹp quá. Hai thằng bạn thân mới tranh đua nhau cua má mày. Nhiều lúc cua cái ba mày đẹp trai quá, dính với tao, dính tao ba mày đâu, đúng không? Mày tao ước mơ vậy thôi, nhưng không có thôi. Giờ nè, khi là con không có việc làm, phải đi làm đàng hoàng, phụ cha, phụ mẹ rồi không có đi hay gây hấn bạn bè, không đánh lộn này kia. Rồi ăn uống cũng vậy, phải coi kỹ đừng. Rồi ăn thấy cái làm ăn thịt chó, rồi ăn bán cái thịt gì đó mà tao cấm, không? Ăn chay đi, nó nhẹ nhàng thanh thản hơn. Tặng mày 4 câu thơ làm nền tảng chơi. 4 câu thơ sao chú? Mày muốn không có khổ, đừng có lấy vợ. Dạ. Mày muốn không thiếu nợ, đừng có yêu. Dạ. Mày muốn cao siêu á, đừng quen con gái. Còn mày muốn á, thanh thản, lên chùa ở chung chú Tư. Chính xác, nhưng riêng con nghĩ rằng. Nghĩ gì? Tình yêu không có gì ngăn cách. Sai. Chứ sao? Chỉ có hồi nách mới ngăn cách được tình yêu này. Và con chị vô trong sức, kính chúc quý Phật tử và các thầy và ban lãnh đạo một đêm vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn thật nhiều.